kết nạp đồng chí Nguyễn Văn Nga vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điều 2, đồng chí Nguyễn Văn Nga thi hành quyết định này kể từ ngày ký, thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Song Quê, Chủ tịch Đào Văn Họ. Đồng chí thứ hai, tôi xin phép là không đọc phần đầu. Đồng chí Nguyễn Văn Luân đồng chí thứ ba, đồng chí Trịnh Văn Cử, đồng chí thứ tư, chị Nguyễn Văn Luận, đồng chí thứ năm, chị Hoàng Văn Truyền, đồng chí thứ sáu, chị Trần Văn Quang,